Cận cảnh hình ảnh người kẹt ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm lên xe khách về quê. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã huy động xe khách, xe buýt, xe tải để đưa hàng nghìn người dân về các tỉnh miền Tây. Sáng 1 tháng 10 sau một đêm chờ đợi tại chốt kiểm soát cửa ngõ phía Tây, đoạn gần ngã tư quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân đã nhận được thông báo của chính quyền thành phố về việc giải quyết cho họ về quê. Theo ghi nhận, việc cho người dân lên xe về quê không tiến hành ồ ạt mà vẫn phải qua sàng lọc. Tại khu vực chốt, những trường hợp đã có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày sẽ được cho qua chốt. Bên cạnh đó, người dân được yêu cầu điền phiếu thông tin nêu rõ tình trạng tiêm chủng và lý do rời khỏi thành phố. Đối với trường hợp người dân chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, lực lượng công an hướng dẫn đến khu vực test nhanh gần chốt kiểm soát để lấy mẫu. Sau khi kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bà con về các tỉnh miền Tây tập trung theo tỉnh và được lực lượng quân đội hướng dẫn để tổ chức đưa về quê bằng xe khách. Riêng xe máy của người dân sẽ được trở về bằng xe tải. Trước đó, tối 30 tháng 9 và rạng sáng 1 tháng 10 tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 1.000 người dân mong muốn về quê đã tự phát rời thành phố. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, những người này chủ yếu ở 13 tỉnh thành miền Tây, có mong muốn về quê khi thành phố nới lỏng giãn cách. Hiện chính quyền thành phố đang sắp xếp cho số người dân này về quê bằng xe khách, còn xe gắn máy thì vận chuyển bằng xe tải. Cũng theo cơ quan công an, thành phố Hồ Chí Minh đang thống kê danh sách nhu cầu của người dân để chủ động sắp xếp các phương án. Trước mắt, công an thành phố khuyến cáo người dân nếu không có nhu cầu cấp bách về quê thì nên ở lại thành phố. Thành phố đang trở lại trạng thái bình thường mới, mở cửa dần dần nên có nhiều việc làm cho người dân mưu sinh, dần ổn định cuộc sống. Vì vậy, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh mong người dân phối hợp cùng chính quyền để ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.